Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với nội dung đáng chú ý. Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 27 tháng 10. Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 27 tháng 10. Tổng thống Zelensky, Nga sẽ triển khai lính Triều Tiên sớm nhất vào cuối tuần này. Ngày 25 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các binh sĩ Triều Tiên sẽ được Nga triển khai trên chiến trường Ukraine sớm nhất là vào cuối tuần này. Sự tham gia thực sự của Triều Tiên vào các hoạt động chiến đấu phải nhận được phản ứng phù hợp, không phải dưới hình thức nhắm mắt làm ngơ mà bình luận mơ hồ và là áp lực hữu hình lên cả Moscow và Bình Nhưỡng nhằm tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, ông Zelensky nhấn mạnh trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 25 tháng 10. Rơi vào thế yếu trên mọi mặt trận, Ukraine vẫn cược tất tay vào Kursk. Chuyến công du Mỹ và châu Âu của Tổng thống Zelensky nhằm tìm kiếm thêm viện trợ diễn ra giữa lúc quân đội Ukraine đang ở thế bị động trên hầu khắp các chiến trường, bao gồm ở Kursk, mặt trận từng mang đến cho quân đội Kiev một số thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, việc đánh bật quân đội Ukraine khỏi khu vực đòi hỏi một lực lượng binh sĩ và vũ khí lớn hơn nhiều từ Nga. Đây là ván cược tất tay mà Kiev đang hy vọng Moscow sẽ từ bỏ vào phút cuối, dù điều này đồng nghĩa với việc Ukraine cũng sẽ phải trả giá. Phương Tây chuẩn bị gì cho kịch bản Ukraine bị Nga đẩy lùi trên mọi mặt trận? Cuộc xung đột ở Ukraine cần một câu trả lời thực tế cho việc thế nào là chiến thắng hoặc ít nhất là một giải pháp có thể chấp nhận và liệu phương Tây có thực sự theo đuổi nó hay không. Về cơ bản, có hai câu hỏi được đặt ra là liệu Ukraine có triển vọng giành chiến thắng hay không và liệu lợi ích tiềm năng có tương xứng với cái giá phải trả hay không. Vấn đề là, như thường lệ, phương Tây vẫn chưa xác định được thắng lợi cho Ukraine là như thế nào. Trong khi đó, cái giá đang trở nên quá rõ ràng. Việc xác định rõ các mục tiêu và giới hạn của mình sẽ tạo nên sự khởi đầu của một chiến lược và phương Tây vẫn chưa làm được điều đó. Cuộc xung đột ở Ukraine cần một câu trả lời thực tế cho việc thế nào là chiến thắng hoặc ít nhất là một giải pháp có thể chấp nhận được sẽ như thế nào, cũng như mức độ có thể đạt được và liệu phương Tây có thực sự theo đuổi nó hay không. Sau đó thì các nhà lãnh đạo phương Tây mới có thể đưa ra hành động phù hợp. Bản đồ chiến sự tiết lộ bước tiến thần tốc của Nga tại Tử Huyệt. Selidov, quân đội Nga đang tấn công thị trấn Selidov thuộc khu vực Donetsk từ nhiều hướng khác nhau và cố gắng xâm nhập vào bên trong thị trấn này. Bước tiến mạnh mẽ của Nga đã khiến lực lượng phòng thủ Ukraine đối mặt thách thức lớn. Dữ liệu từ một số nguồn mở cho thấy trong tháng 9 năm 2024, Nga đã tiến công với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột nổ ra, bất chấp việc Ukraine chiếm một phần khu vực Kursk. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết nơi tập trung nhiều cuộc tấn công nhất của Nga là khu vực gần Selidov. Đối phương đang tích cực sử dụng máy bay ném bom và máy bay tấn công. Lãnh đạo G7 nhất trí về cách cung cấp khoản vay khoảng 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nước phát triển G7 đã đạt được sự đồng thuận về cách cung cấp thêm khoản vay 50 tỷ đô cho Ukraine. Đây là tuyên bố được nhóm này đưa ra ngày hôm qua, ngày 25 tháng 10. Tuyên bố cho biết những khoản vay này sẽ được trả nợ và hoàn trả bằng các dòng doanh thu bất thường trong tương lai, bắt nguồn từ việc đóng băng tài sản có chủ quyền của Nga. Hiện 260 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga đã bị đóng băng tại Mỹ và các nước châu Âu. Ông Zelensky không cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tới Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự định đến Ukraine sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nga, nhưng ông Zelensky đã từ chối. Các nhà lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tụ họp tại Kazan, Nga tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết cuộc họp có tầm quan trọng lớn đối với công việc của Liên Hợp Quốc khi các nước BRICS đại diện cho gần một nửa dân số thế giới. Chỉ huy quân đội Ukraine nêu điều kiện để chấm dứt chiến tranh. Theo Reuters, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine hôm 25 tháng 10 tuyên bố Nga phải rút quân toàn bộ chứ không chỉ đàm phán hòa bình là điều cần thiết để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm rưỡi giữa Kiev và Moscow. Tổng tham mưu trưởng Andriy Imak đã đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp quốc tế dành riêng cho việc thực hiện một kế hoạch hòa bình. Đây là một trong những cuộc họp được tổ chức như một phần tiếp theo của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Thế giới vào tháng 6 năm ngoái do Thụy Sĩ tổ chức. Những thông tin này đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt.